Tôi xin chào tất cả mọi người. Hôm nay vừa về một được một chiếc nồi con voi mọi người này, của Yoshi này. Mã này mã cao cấp nhất của nồi dòng Yoshi nhé mọi người. Mã nồi là NWAS10 này. Mã này có tay để điện mọi người này. Mẫu này nặng hơn 11 kg ấy, mọi người, rất là nặng luôn. Xung quanh này, xung quanh không bể trầy, không bể vỡ gì nhé mọi người. Hàng này thì không có vết trầy xước gì lớn cả. Đây mọi người này, còn rất đẹp này. Mẫu này là mẫu nặng nhất của nhà Yoshi á mọi người. Để cân cho mọi người xem luôn này. Đây. 10 kg 80. Rất là nặng luôn. Như mẫu này em đã mua một cái lòng chính hãng của Yoshi để thay thế mọi người. Lòng này, chiếc này là lòng mới nha mọi người, lòng mới này. Đây là mấy vết bụi thôi, lòng mới mọi người này. Đấy, lòng rất là dày luôn. Em cân thử xem cái lòng này được bao nhiêu kg. Lòng 1,5 kg nha mọi người. Riêng cái lòng nó nặng 1,5 kg rồi. Phần vung này, áp suất bi này. Dòng này áp suất rất là lớn nha mọi người. 49 kPa, 49,5 kPa. Mình cho là 50 đi. Em sẽ cắm thử điện cho mọi người xem nhé. Màn hình LED này rất nhiều chức năng nấu luôn mọi người. Đây các chế độ nấu này. Gạo trắng này, gạo lứt, chế độ nấu này, cơm rượu này. Chế độ rượu nhất của nó là 74 phút nhé. Đấy. Cơm cháy, nấu sôi có cả ấy mọi người. Nấu cháo. Rồi, đây tay đẩy điện của nó mọi người này. Lên mở từ từ này. Đấy, đóng xuống này. Em ra xích mã này luôn. Đấy. Mở lên vị trí mình chỉ cần nhấn một cái thôi mọi người. Đấy, nó đẩy lên từ từ này. Đấy. Những chiếc hàng này thì em đang bán với giá là 9 triệu nha mọi người. 9 triệu bao vận chuyển toàn quốc, bảo hành cho mọi người 1 năm này. Mọi người có nhu cầu sử dụng một mẫu nồi cao cấp của nhà con voi, nhà Yoshi thì liên hệ em nhé. Rồi, xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi những chiếc nồi cơm em mới nhất em về nhé.